Mến chào quý vị và các bạn. Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị mỗi ngày trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng kênh. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Thưa quý vị, Khang Hy, vị hoàng đế tài ba lỗi lạc bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng là vị hoàng đế tại vị 61 năm, lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc và lịch sử thế giới. 61 năm trị vì là quãng thời gian khá dài, nhiều người sẽ thắc mắc là vị hoàng đế này lấy đâu ra sức khỏe để có thể làm vua lâu như vậy? Và đặc biệt hơn nữa là đâu là bí quyết giúp ông trường thọ đến như vậy? Xin được bật mí với quý vị và các bạn ba bí quyết trường thọ của Khang Hy trong video hôm nay. Ba bí quyết khỏe mạnh sống thọ của Khang Hy, hoàng đế khỏe nhất Trung Quốc. Hoàng đế Khang Hy là một nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn trong triều đại Mãn Thanh, trong lịch sử Trung Hoa. Khang Hy chính là vị vua có thời gian ngồi trên ngai vàng lâu nhất với 61 năm cai trị. Không chỉ là vị hoàng đế anh minh, lỗi lạc trong thời kỳ thịnh vượng, Khang Hy còn có tuổi thọ thuộc top 12 vị vua thọ nhất Trung Hoa. Vậy bí quyết gì đã giúp ngài sống thọ như vậy? Tất cả đều nằm ở ba nguyên tắc đơn giản đến bất ngờ sau đây. 1. Sống thọ nhờ chế độ ăn uống điều độ. Nếu có dịp xem lại các thước phim hoặc tư liệu lịch sử, chắc hẳn quý vị đều quen với hình ảnh xa hoa trong mỗi bữa ăn của hoàng đế. Là bậc thiên tử nên mỗi bữa ăn của ngài luôn đầy đủ các món sơn hào hải vị, chim trời cá biển quý hiếm làm người xem không khỏi suýt xoa. Thế nhưng hoàng đế Khang Hy lại không như thế. Nếu quý vị tìm hiểu sâu hơn về vua Khang Hy sẽ thấy chế độ ăn uống của ngài rất đơn giản, chủ yếu là rau củ quả. Trong bữa ăn hàng ngày của hoàng đế Khang Hy có rất ít các loại thịt như thịt heo, thịt bò, thịt cừu, thịt gia cầm, nhưng trái cây và các loại rau củ lại vô cùng phong phú. Đặc biệt, dù đồ ăn có ngon đến đâu, Khang Hy cũng chỉ ăn no 7 phần để giữ gìn sức khỏe. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy nhưng cũng đã thể hiện sự điều độ, khoa học trong ăn uống của một vị hoàng đế vĩ đại. Hiện nay, nhiều người tuy mới còn trẻ nhưng đã có thói quen ăn uống thật no để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng hàng ngày. Nhưng không ai biết rằng, thực chất ăn quá no sẽ khiến đường tiêu hóa bị ảnh hưởng. Việc chúng ta nạp quá nhiều chất dinh dưỡng dễ dẫn đến bệnh về xương khớp và tiểu đường. Điều này nếu diễn ra về lâu, về dài sẽ có hại cho sức khỏe, làm giảm tuổi thọ. Chỉ với chi tiết nhỏ này thôi đã thể hiện quan điểm đi trước thời đại phong kiến Trung Hoa rất nhiều của một vị vua vĩ đại. 2. Dùng hạt kê và cà tím thường xuyên. Nếu có duyên đọc cuốn ghi chép cuộc sống thường ngày của Khang Hy, chúng ta sẽ phải bất ngờ trước thói quen của vị hoàng đế anh minh, lỗi lạc này. Là một vị vua cao quý nhưng rất đối bình dị, ngài vẫn thường sử dụng cà tím và hạt kê. Tìm hiểu qua mới biết, đây là hai món ăn bình dân nhưng lại rất tốt cho đường tiêu hóa, lại có hương vị rất ngon nên được ngài yêu thích. Mỗi khi có đại thần xin nghỉ thiết triều do bệnh, Khang Hy liền sai thái giám mang theo hạt kê đến phủ thăm hỏi. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi đã thể hiện sự thông tuệ và cách đối nhân xử thế trọn tình nghĩa của một vị hoàng đế tôn quý, tài hoa. 3. Ăn uống cẩn trọng. Nếu quý vị có thời gian tìm đọc thêm tư liệu về vua Khang Hy, chắc hẳn sẽ thấy nguyên tắc của ngài là ăn uống cẩn thận. Mặc dù ngài chỉ ăn rau củ quả, nhưng yêu cầu của Khang Hy với những món ăn này đều rất cao. Qua tìm hiểu mới biết được, mỗi món dâng lên nhà vua đều phải đảm bảo được chất lượng và loại bỏ hoàn toàn các tạp chất. Vì vậy, hiện nay nhiều người trong chúng ta vẫn thường áp dụng cách này để giữ gìn sức khỏe, trường thọ, sống lâu. Mỗi khi có dịp xem phim, chúng ta sẽ thấy bậc vua chúa vẫn thường dùng rất nhiều rượu trong những buổi tiệc tùng xa hoa, làm nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng hoàng đế Khang Hy hoàn toàn không nghĩ như thế. Trái với sự tưởng tượng của hậu nhân, ngài có thói quen ăn uống vô cùng thanh đạm. Dù là hoàng đế cao quý, nhưng ngài hoàn toàn không mắc phải các thói hư tật xấu của vua quan quý tộc Mãn Thanh như uống rượu và hút thuốc. Vì ngài quan niệm đây là hai thứ làm hại sức khỏe và tinh thần suy giảm, kém minh mẫn, gây ảnh hưởng tuổi thọ lâu dài. Quan điểm này mà làm hậu thế suy ngẫm và học hỏi rất nhiều để sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. 4. Giữ tâm thái tốt nhất. Nếu có duyên tìm đọc những cuốn sách về Khang Hy hoàng đế, chúng ta sẽ thấy ngài có một thói quen sống cực kỳ tốt.
Đó là điều chỉnh tâm thái sau khi ăn xong, giữ cho thân tâm luôn ở trạng thái tốt nhất. Dù là hoàng đế đứng trên vạn người, nhưng ngài chỉ nói điều khiến người khác vui vẻ hoặc thả hồn vào sở thích sưu tầm tranh thư pháp cổ. Sau khi nghiên cứu mới biết được rằng, những việc làm này có thể thúc đẩy tiêu hóa, vô cùng có lợi cho sức khỏe trong thời gian dài. Có dịp ngồi trò chuyện cùng thế hệ cha ông, bạn sẽ thấy người xưa thường có quan niệm rất hay. Tức giận sẽ sinh bệnh. Nhưng ngày nay, chúng ta thường rất ít để ý tới vấn đề này. Vì ít ai biết được rằng khi tức giận rất dễ kích thích dạ dày, ảnh hưởng đến tim mạch và trì trệ tuần hoàn trong cơ thể. Chính vì vậy, từ xa xưa, hoàng đế đã thấy rằng những việc làm này vô cùng có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến đời sống và tuổi thọ của con người. 5. Rèn luyện cơ thể. Khi thưởng thức những tác phẩm điện ảnh về nhà Thanh, nhiều người hay lầm tưởng rằng vương thất hoàng tộc sẽ hưởng thụ cuộc sống vương giả mà quên đi việc tập luyện. Nhưng những tư liệu về hoàng đế Khang Hy sẽ làm mọi người thay đổi suy nghĩ. Vì nguyên tắc cuối cùng giúp ngài giữ gìn sức khỏe, sống lâu, sống thọ, đó chính là vận động thể dục thể thao. Có may mắn được thưởng thức những bức họa về thời Mãn Thanh, nhiều người không khỏi bất ngờ vì vua Khang Hy bắn cung rất giỏi. Mỗi năm dù việc nước có bận rộn đến đâu, ngài đều sẽ tổ chức cuộc đi săn để rèn luyện thân thể. Trong khi các vương công hoàng tộc Mãn Châu sau khi đến Trung Nguyên thường ngày đều chỉ biết hưởng lạc. Khang Hy đã dùng những chuyến đi săn để tăng cường thể lực cho các quý tộc đại thần. Nhờ vậy, hoàng đế luôn có cơ thể cường tráng, sức khỏe dẻo dai, sống lâu, sống thọ, làm hậu nhân đến nay vẫn còn phải kính trọng, nể phục. Vâng thưa các bạn, thời gian là kẻ thù đáng sợ bởi lão hóa chẳng trừ một ai. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đều già đi. Nhưng có người già đi trong ốm yếu bởi bệnh tật, cũng có người tuy già nhưng vẫn minh mẫn hoạt bát. Vậy bạn chọn già đi theo cách nào? 6 điều lười biếng sau đây chính là bí quyết tuyệt vời cho những ai mong muốn hưởng thụ một tuổi già minh mẫn, an nhàn. Đó cũng là bí quyết được cụ Lê Thiện Thành, hiện 102 tuổi, chia sẻ. Cùng lắng nghe. Kiên trì làm 6 điều này sau tuổi 53 sẽ giúp mọi người sống lâu và trường thọ. Ngoài những bí quyết trường thọ của vua Khang Hy, chúng ta có thể sống lâu hơn nếu duy trì thói quen tích cực sau tuổi 53. Chỉ với 6 bí quyết đơn giản sau đây, tuổi thọ sẽ kéo dài hàng chục năm mà không cần thần dược đắt tiền. May mắn được trò chuyện với cụ Lê Thiện Thành, một Phật tử 102 tuổi và đã ăn chay trường nhiều năm, chúng ta mới thấy bí quyết sống trường thọ thực ra rất đơn giản nhờ 6 thói quen thường ngày. 1. Giữ chế độ ăn uống khoa học điều độ. Nếu có dịp được nghe cụ giảng giải, chúng ta sẽ thấy ăn uống điều độ có tác dụng rất lớn trong việc giữ gìn tuổi thọ lâu dài. Cụ vẫn thường nói rằng ăn quá nhiều sẽ khiến chức năng hệ tiêu hóa bị quá tải. Máu lưu lại lâu trong hệ tiêu hóa dẫn đến thiếu máu cục bộ ở các cơ quan khác. Do vậy mà sinh ra các bệnh về nội tạng khác, trong đó có tiểu đường và suy tim. Chính vì vậy, nếu mong muốn khỏe mạnh trường thọ, chúng ta nên tập cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh, duy trì đầy đủ ngày 3 bữa. Nhưng cũng cần tránh ăn quá nhiều để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mới có thể sống khỏe và trường thọ hơn. Thường xuyên nghỉ ngơi, ăn ngủ đúng giờ. Có cơ duyên trò chuyện cùng cụ Lê Thiện Thành mới thấy được trí tuệ minh mẫn và sự thấu hiểu nhân tình thế thái của một người trường thọ. Qua cuộc trò chuyện, cụ Lê Thiện Thành còn đề cập đến lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Cụ cho biết, nhiều người còn trẻ thì thức thâu đêm suốt sáng, chạy theo những thú vui vô bổ. Như vậy là hoàn toàn không nên. Nghe cụ chia sẻ mới biết rằng, chỉ khi con người chúng ta duy trì một thời gian ngủ đúng giờ, đủ giấc mới có thể giúp điều hòa các chức năng cơ thể và đảm bảo sự ổn định của hệ thống nội tiết. Trái lại, việc thức đêm lâu ngày sẽ làm khí huyết suy giảm, sự chuyển hóa của các chất bị mất thăng bằng, sự lão hóa sẽ ngày càng đến gần hơn. 2. Chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao. May mắn được cụ mở lòng chia sẻ, mọi người khá bất ngờ khi biết cụ luôn coi vận động là cách hiệu quả nhất để tăng cường sức khỏe dù đã 102 tuổi. Cụ từng chia sẻ rằng, những người làm văn phòng thường xuyên phải ngồi một chỗ quá lâu, hiếm khi vận động. Điều này sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết,
và khiến hiệu quả trao đổi chất trong cơ thể chúng ta bị suy giảm rất nhiều. 3. Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Với phong thái điềm tĩnh, vui vẻ, cụ cũng chia sẻ rất chân thành, bí quyết sống lâu của cụ là luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Qua tìm hiểu mới biết, nghiên cứu từ Đại học Seoul, Hàn Quốc đã chỉ ra quá trình lão hóa của những người tích cực sẽ chậm hơn so với những người sống tiêu cực. Chỉ những người luôn sống lạc quan, vui vẻ mới mãi mãi giữ được tuổi trẻ và sự yên vui trong cuộc sống. 4. Không ngừng học hỏi, tư duy. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng cụ Lê Thiện Thành chưa bao giờ ngừng học hỏi. Để giúp mọi người hiểu được chân lý thực sự, cụ đã ôn tồn giảng giải tác dụng của việc học với tuổi thọ. Lối sống trẻ trung, tiếp nhận cái mới và luôn vui vẻ ở một bộ phận người già thời nay giúp họ đạt được mức tuổi thọ lý tưởng. Ngẫm nghĩ những lời của cụ mới thấy, một người có tâm hồn trẻ tương đương với việc có một cái nhìn lành mạnh về cuộc sống. Họ có một nhân sinh quan tốt. Ngược lại, những người có tâm lý già trước tuổi, dễ bi quan, chán nản, sẽ giống như đang chậm rãi uống một liều thuốc độc, khiến cả tinh thần lẫn thể xác bị tổn hại nặng nề. Tuổi thọ cũng vì thế mà không duy trì được lâu. 5. Không để cảm xúc lấn át lý trí. Bằng những lời tâm sự chân thành, cụ đã nhắn nhủ đến mọi người một câu nói đáng suy ngẫm. Tức giận sẽ sinh bệnh. Đây được coi là điểm yếu chí mạng của chúng ta trong đời sống hiện nay. Khi bình tâm ngẫm nghĩ, mới thấy mọi người ngày nay sống quá gấp, quá vội, thường xuyên nóng nảy, hấp tấp mà khiến bản thân dễ kích động. Thấu hiểu lẽ sống đời thường, cụ vẫn thường răn dạy rằng tức giận sẽ rất dễ kích thích dạ dày, tim mạch, dẫn đến khí trì trệ hoặc khí chuyển nghịch, gây bất lợi cho cơ thể. Khi về già, các cơ quan suy kiệt sẽ dẫn đến lão hóa và ốm yếu rất nhanh. Như vậy khó có thể trường thọ an yên, thỏa được ước nguyện sum vầy bên con cháu lúc tuổi già. Khi bình tâm ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ thấy bí quyết giữ gìn tuổi thọ dài lâu thực ra rất đơn giản. Không cần mơ mộng đến những thần dược viển vông, bí quyết sống thọ nằm trong chính tâm và trí của người xưa truyền lại cho hậu thế sau này.